Mình đã chuẩn bị kỹ rồi. Nhất định mình sẽ trúng tuyển vị trí thư ký. Mình sẽ đóng góp thật nhiều cho công ty. Mình sẽ lo được cho gia đình. Sẽ có tiền nuôi em ra học đại học. Loại. Em không nghe thấy tôi nói gì à? Loại. Nhưng mà tại sao ạ? Có vẻ như cô không hiểu gì tôi. Vậy thì em vui lòng nhìn xuống dưới ngực mình. Chết, mình ăn mặc hớ hên quá hả? Em ăn mặc lịch sự mà. Ừ, anh có loại em vì em mặc không lịch sự đâu. Tức là... anh loại em vì ngực em quá bé để làm thư ký. Anh có cảm thấy như vậy là vô lý quá không? Em à, ngực không chỉ là chất béo và mỡ, mà nó còn là mơ ước, hy vọng của đàn ông, là sức nặng mỗi khi đi ký hợp đồng. Mà em thì không có. Anh ơi, em xin lỗi à, em tới chợ 5 phút ạ. Tôi không chấp nhận cái kiểu làm việc thế này được. Tôi sẽ không ký hợp đồng này. Xin lỗi anh, em tới muộn có một tí. Không sao em, anh chờ được mà. Lát nữa anh mời em ra rồi bàn việc tiếp được không? Thế không em, thế nên em bị loại. Sao anh có thể vô lý như vậy nhỉ? Vì anh là giám đốc. Chắc thế. Vì anh là giám đốc. Vì anh là giám đốc. Em quá bé. Em quá bé. Em bị quá bé. Em bị anh là giám đốc. Tôi không thể chấp nhận cái kiểu. Chị Trinh, việc gì cũng có cách, em đừng nóng giận mất khôn. Nè, uống đi. Muốn chống giận hả chị? Không phải, uống đi. Đây, chính là cách giải quyết vấn đề của em đó. Sao thế em? Anh đã đuổi. Tôi sẽ... khi nào em đi làm được, ký hợp đồng 1 năm luôn nha. Ok. Chỉ cần ngực to, không lo thiếu việc.